Chào mọi người nhé, hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho mọi người một cái sản phẩm dâm chiết cành giúp da dễ nhanh, bật lộc mạnh, mập mầm, mập trồi mọi người nhé Đây, đây là một à, đây là sản phẩm này mọi người có thể xem chi tiết Với sản phẩm này thì chuyên dùng cho hoa hồng các loại à, hoa cây cảnh để mà giúp cho chúng ta dâm chiết cành, à, cành của chúng ta da dễ nhanh hơn nhé một uh, tuyếp sản phẩm như này thì có uh, dung tích đó là 20 ml và như nhìn... và trên mỗi một ống sản phẩm thì sẽ ghi thành phần này, công dụng và cách sử dụng. Mọi người có thể uh, đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng sử dụng nhé. Anh chị em nào mà có nhu cầu mua xỉ hoặc là mua lẻ cái sản phẩm dâm chiết cành thì liên hệ với 3T nhà vườn số điện thoại đó là 0374 886 977 với mỗi một thùng sản phẩm này thì có 80 hộp mọi người nhé Cảm ơn mọi người đã xem